Hello, xin các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình hôm nay. Mình là Rock Gia. Hôm nay mình sẽ quay với xử lý thằng chó và ok, chúng ta sẽ chơi video, sẽ quay video nhá. Như ở phần trước, chúng ta đã dừng lại ở chỗ này. Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp. What the fuck? Tại sao tụi mình bị dần á thả tim như mình nó bị nhiệt quen vậy? Chúng ta sẽ đi trộm. Để tao nhảy, kim tự tháp. Mày mượn xíu thôi cô. Các bạn đừng có nhìn nha. Ê từ. Mình nhớ hả? Như tập trước chúng ta đã không có quay được bao nhiêu tiếng ạ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ quay được 1 tiếng đó các bạn. Cờ. Ê tao nhảy xíu thôi. Ê mày không, mình ốc bầu quá mày. Kéo người. Từ từ. Con bốt. Kéo thấy cái chuyện sao quá đó. Ok chúng ta sẽ đi. Quay nghỉ. Quay. Em cần to ride. Mẹ. Cho thằng nhanh hơn. Lâu quá. Các bạn đừng có để ý nó. Xem bên đây. Ừ, chỗ nào thế này? Tắm suối. Cái chỉ là màu vàng, người ta gọi là suối vàng. Bà chắc mua á, để tao nhảy. Để tao nhảy không? Để tao nhảy không? Mình nhảy tao nhảy không? Nghe bà nó đi. Này mình sẽ nhảy nha các bạn. Ốc này, ốc bò này có ế bao giờ nhảy được đâu. Như cái tập trước chúng ta đã chết ở đây nha các bạn. Cái xác thì nó kéo biết đi đâu rồi. Chị hiểu không? Ê bà. Kệ bà mày chứ. Ê bà, mày làm thế nào? Làm thế nào? No! Chó này phụ. No. No, God, please, no! 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 Ok, chúng ta sẽ chạy nhá. Chúng ta sẽ chạy đi. Kỹ thuật nha các bạn. Run.
để chúng ta sẽ đi. Nhưng mà em không biết quay được bao nhiêu phút rồi. Là phút rồi. Ui. Siêu nhân nhân. Xì hà hà, chúng ta là Godzilla. Bỏ tập Godzilla mà mèo. Các bạn em biết mình sẽ làm như thế nào. Tới rồi, chúng ta sẽ gặp ma sói chứ. Chúng ta sẽ, chúng đây là cơ hội của chúng ta. Bèn. Chuẩn bị nha các bạn. Chuẩn bị mình sẽ lao vô. À! À! Đờ mờ. Giờ này mới mở. Chạy. Không tin được. Tôi có thể chấp nhận một thằng như mày. Mày đúng là một thằng mày không cho. Mày á, Phúng à. Tên ông tập phẹt mày bây giờ. Ok, chúng ta sẽ làm Iron Man nha các bạn. Bắn nè, đó. Nó nói là bộ giáp chống Titan của mày. À, anh Phúng bị BD. Thành gì nói mày được. Mẹ mày, cú đề. Mày nhá hả Phúng? Xin lòng. Chưa sẽ bay à. Ê, ê. Ơi, phun chó này. Sao qua gì khà? Cho Phúng này mèo Phúng. What the fuck thằng đó rồi. Phúng mèo. Thằng đi mà chó. Thả nó đi. Ok, chúng ta sẽ làm BD. Oh.
Ok, chúng ta sẽ đi nha các bạn. Chúng ta không thể ở đây được nữa. Em à, spawn, spawn nhanh lên, spawn Camaro. Chúng ta sẽ đi thôi. Enter to driver. Lên, lên thằng Phương. Bà, chúng ta bị kẹt rồi. Quay, quay. Em chạy được. Đúng rồi, chúng ta sẽ xài xe tốc độ. Cái này mà nó coi là mình lười chứ. Nè. Em chạy nữa nữa. Chạy lên chị bạn. Chạy lên. Chúng ta không thể sống đây. Tha cho em. Tha cho em. Tha cho em. Ôi, tha cho em. Em đang giọng vừa lại chứ nổi nè. Chết. Vì một phút rồi và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.